Gặp chú Dũng, Tùng thật sự cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Thực ra là Tùng đã được nhìn thấy chú Dũng rất là nhiều lần trên Facebook rồi, đã thấy chú hát những bài hát của mình rất là nhiều lần rồi, và hôm nay mới được gặp chú và rất là muốn nói với chú một từ rằng cảm ơn chú rất nhiều, tại vì chú đã yêu thương những bài hát của con. Cảm ơn chú rất nhiều.
xin cảm ơn Sơn Tùng. Vâng. Sân khấu trẻ thế này thì gọi anh em thôi. À, chú cháu nghe kinh quá. Vậy thì okay. Vậy Tùng sẽ nói lại một lần nữa. Em xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Sơn Tùng. Xin chào lời chào, xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả. Chào tất cả các bạn trẻ. Vâng. Thì hôm nay thì tôi mới bay từ Hà Nội vào, thì là bất ngờ để được Sơn Tùng mời lên sân khấu. Tôi chưa được tập gì cả, cho nên là hát chắc là cũng kém, xin thông cảm nhá. Mọi người có thấy anh Dũng hát hay không ạ? Anh Dũng hát hay không ạ? Vỗ tay! Trên sân khấu này tôi xin nói một điều ấy, là điều này chứng tỏ là Viettel chúng tôi là rất trẻ. Tôi là rất là thấu hiểu và đồng cảm với tất cả các bạn trẻ ở đây. Đấy. Và chúng tôi luôn luôn mong mong là được đồng hành và phục vụ các bạn. Đấy. Ngày hôm nay đại nhạc hội hôm nay là kết nối triệu tâm hồn, và đó chính là kết nối tâm hồn của chúng tôi với các bạn. Và bây giờ nhé, các bạn ngay thời phút này hãy dùng ngay 4G của Viettel để trở thành những con người năng động, hiện đại và xanh điêu. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Sơn Tùng. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và Tùng mong rằng mọi người đã có một buổi tối thật vui vẻ và thật hạnh phúc bên nhau. Đừng quên phải luôn luôn ủng hộ cho Sơn Tùng MGP cũng như là Viettel nha mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều.